quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có một giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi, và đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng nhận những tin tức mới nhất, thú vị nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tin về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Song Joong Ki lên tiếng chuyện Song Hye Kyo ngoại tình có bầu. Thưa quý vị, thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn gây chấn động lớn đối với dư luận, dù đã diễn ra cách đây 3 ngày, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki đệ đơn ly hôn nhưng không hề thông báo cho Song Hye Kyo cho tới ngày hôm sau thông qua họp báo. Phía Song Hye Kyo sau đó cũng lên tiếng xác nhận chuyện chia tay và cho biết nguyên nhân khiến hôn nhân giữa hai người tan vỡ là vì những khác biệt trong tính cách không thể vượt qua. Tuy nhiên, tài tử lại cố ý nhắc nhở phía Song Hye Kyo không được đưa tin đồn về cuộc sống hôn nhân cũng như là nguyên nhân ly hôn, nếu không anh sẽ công khai tất cả. Điều này dấy lên tin đồn thất thiệt về lý do chia tay thực sự của cặp đôi, thậm chí có nguồn tin Song Hye Kyo ngoại tình, mang bầu với người khác khiến cho chồng thất vọng và đòi chia tay. Cụ thể, ngày 28 tháng 6, một số cư dân mạng tiết lộ cho biết Song Hye Kyo thực sự đã mang thai. Bất ngờ nhất là tính theo ngày tháng em bé trong bụng lại không phải là của Song Joong Ki. Ngày 29 tháng 6 còn xuất hiện tin đồn Song Hye Kyo giận Park Bo Gyeom, bạn diễn của cô trong bộ phim Encounter, người bị đồn là người thứ ba chen vào hôn nhân của cặp đôi, về nhà và bị chồng bắt gặp. Cho tới nay thì phía Song Hye Kyo vẫn chưa lên tiếng giải thích về vấn đề này, khiến cho tin đồn càng đi xa. Trước bão dư luận, tối ngày 29 tháng 6, mạng xã hội chia sẻ mạnh mẽ thông tin Song Joong Ki được cho là chấp nhận trả lời phỏng vấn phóng viên. Theo QQ thì anh phủ nhận mọi thông tin tiêu cực liên quan đến Song Hye Kyo. Anh cũng phủ nhận tất cả các câu chuyện đang được thêu dệt nên với các nhân vật như là người nhà Song Joong Ki hay là bạn thân Song Joong Ki. Nam diễn viên nhấn mạnh, thời gian qua có những tin đồn nhanh chóng từ những tin vô tưởng vô phạt tới những tin tức vô cùng độc hại. Tôi khẳng định tin đồn Song Hye Kyo và Park Bo Gyeom là giả mạo. Nếu còn có bất cứ tin đồn như thế xuất hiện, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cứng rắn để đối phó và bảo vệ người trong cuộc. Phía Park Bo Gyeom cũng đưa ra tuyên bố sẽ sử dụng tới pháp luật trước những thông tin thất thiệt. Còn gia đình của Song Joong Ki mới đây lại khiến cho dư luận bất bình khi có những động thái quay lưng với con dâu cũ. Một số nguồn tin cho biết bố của anh đã quyết định xóa toàn bộ dấu vết của Song Hye Kyo tại căn nhà của gia đình tại Daejeon. Ngoài ra thì anh trai của nam diễn viên cũng gây chú ý khi không chỉ bỏ theo dõi xóa những tấm ảnh liên quan đến Song Hye Kyo mà còn ấn thích like bình luận trái chiều về Hye Kyo. Trước đó thì trong thời gian Song Hye Kyo làm dâu nhà của Song Joong Ki, bố và anh trai nam diễn viên thường xuyên thể hiện sự yêu mến dành cho cô. Mâu thuẫn lớn dẫn tới đỉnh điểm khiến Song Joong Ki, Song Hye Kyo ly hôn là vấn đề sinh con đẻ cái. Trang Sina còn tiết lộ thêm rằng Song Joong Ki và Song Hye Kyo không thông qua phía luật sư của công ty mà nhờ tới luật sư cá nhân để thương lượng vụ việc. Những chi tiết về cuộc ly hôn của cặp đôi vàng showbiz xứ Hàn Song Joong Ki, Song Hye Kyo tiếp tục được mổ xẻ. Trang Yifeng khiến nhiều người bất ngờ khi đưa ra giả thuyết nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do Song Joong Ki ở bẩn, tính cách có vấn đề. Vậy nhưng trong bài viết mới nhất trên Trang Sina, nguyên nhân đằng sau câu chuyện ly hôn chóng vánh này lại là chuyện khác. Trang Sina đặt dòng tít, Song Joong Ki và Song Hye Kyo gặp bất đồng trong chuyện con cái. Từ tháng 9 năm ngoái đã ly thân. Theo đó, nam tài tử đã tới ở nhà một người bạn trong giới từ tháng 9 cho tới nay, chỉ dành vỏn vẹn 11 tháng bên bà xã xinh đẹp. Cả hai từ năm ngoái đã liên tiếp nảy sinh bất hòa, truyền thông cho hay, vì vấn đề bất đồng trong việc sinh con đẻ cái, thêm vào đó cả chuyện các hoạt động nghệ thuật trong giới dẫn tới mâu thuẫn đỉnh điểm. Nguồn tin từ phía luật sư trong giới tiết lộ mâu thuẫn lớn nhất khiến một cặp đôi ly dị là quyền nuôi và hỗ trợ con cái. Vì cặp đôi song song chưa có con nên không xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Hiện tại, vấn đề cả hai đang đối mặt là việc phân chia khối tài sản lên tới 100 tỷ won, tức lên tới 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Sina tường thuật lại từ báo Hàn, một vài sự thật nữa được tiết lộ khiến nhiều fan xót xa cho nam tài tử. Theo đó, công ty quản lý của hai người không hề biết đến tình hình cặp đôi bàn bạc về việc vụ ly hôn. Cho tới tận sáng ngày hôm nay, họ nhận được văn bản cùng tin nhắn với nội dung như trên. Thời điểm đó, họ mới biết đến sự việc. Song Joong Ki và Song Hye Kyo không hề thông qua bộ phận pháp lý của công ty đã có sẵn mà nhờ tới luật sư cá nhân để giải quyết, tiến hành thương lượng. Một tin tức nữa chính là việc giới thạo tin tiết lộ tháng 9 năm ngoái, cả hai sống ly thân. Song Joong Ki từ đó tới nay sống nhờ ở nhà người bạn thân thiết trong giới giải trí. Ngay khi tin tức nổ ra, các fan xứ Trung bày tỏ sự xót xa cho Song Joong Ki. Trong khi đó, nhiều người đặt câu hỏi về việc tại sao Song Joong Ki vẫn cố nhắc tới vợ trong bài phỏng vấn tháng 5 vừa qua, khiến fan bấu víu vào đó và tin tưởng song song vẫn hạnh phúc.
Yêu vội cưới nhanh mà chia tay cũng gấp, duyên phận của Song Joong-ki và Song Hye-kyo kết thúc chỉ trong 6 năm. Lần đầu gặp mặt vào năm 2013, bắt đầu yêu nhờ phim Giả Tình Thật năm 2015, kết hôn năm 2017, chia tay năm 2019, cặp đôi song song, vậy là đã hết duyên với nhau thật rồi. Chấn động nhất làng giải trí châu Á ngày hôm nay đó chính là thông tin Song Joong-ki và Song Hye-kyo chính thức ly hôn. Ai cũng sốc vì đó là cặp đôi song song cả triệu người ngưỡng mộ, là một tình yêu đẹp của hai nhân vật nổi tiếng quyền lực nhất giải trí Hàn Quốc. Nhưng mọi chuyện kết thúc quá chóng vánh, chỉ trong một buổi sáng. Ngẫm lại chuyện tình giữa Song Joong-ki và Song Hye-kyo, từ lúc chúng ta biết họ yêu nhau cho đến lúc kết hôn rồi chia tay, sao mà lại trôi nhanh quá. Từ lúc quen nhau cho đến khi chia tay chỉ trong 6 năm, dù thời gian 6 năm không phải ngắn nhưng cũng chẳng thể gọi là dài. Nhưng câu nhận định yêu nhanh, cưới vội, chia tay cũng gấp đúng đối với Song Joong-ki và Song Hye-kyo. Lần đầu gặp gỡ năm 2013. Theo lời kể lại của nữ ca sĩ Shin Geun, Song Joong-ki và Song Hye-kyo gặp gỡ lần đầu tiên khi Song Hye-kyo cùng Jo In-sung đang quay phim Cho Gió Mùa Đông Năm Ấy. Song Joong-ki được bạn thân là Jo In-sung mời đến phim trường chơi và chàng đã gặp nàng lần đầu tiên ở ngoài đời. Nảy sinh tình cảm yêu đương năm 2015, Song Joong-ki và Song Hye-kyo chính thức là biểu tượng của cặp đôi bước ra từ phim Giả Tình Thật khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Cả hai đã gặp và làm việc với nhau trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời ngay khi Song Joong-ki xuất ngũ. Trong thời gian quay phim từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015 tại Hàn Quốc và Hy Lạp, cả hai cùng nhau vừa làm việc vừa yêu đương trên phim trường. Nghi vấn hẹn hò nổi lên và bất ngờ kết hôn ngay năm 2017. Tương tác và diễn xuất trong phim Hậu Duệ Mặt Trời quá tốt khiến tin đồn hẹn hò của Song Joong-ki và Song Hye-kyo lan truyền chóng mặt. Trong suốt năm 2016, kể cả sau bộ phim kết thúc, khoảnh khắc bên nhau tại sự kiện hay lễ trao giải, cặp đôi song song, đều khiến ai ai cũng nghi ngờ họ là một cặp dù chưa xác nhận. Rồi sau bao nhiêu lời đồn, Song Joong-ki và Song Hye-kyo chính thức công khai một quan hệ hẹn hò và bất ngờ thông báo về chung một nhà vào tháng 10 năm 2017. Ly hôn năm 2019, chỉ sau đúng 1 năm 8 tháng nên đôi vợ chồng, cặp đôi song song ly hôn và tin tức được đưa ra vào ngày 27 tháng 6 năm 2019. Họ chia tay trong sự bất ngờ đến gây sốc cho tất cả những ai theo dõi và ngưỡng mộ cả hai diễn viên lẫn tình yêu của họ khắp châu Á. Nhưng họ ly hôn là thật, Song Joong-ki đệ đơn ly hôn và Song Hye-kyo đã xác nhận chính thức. Một cuộc hôn nhân đẹp như mơ kết thúc quá chóng vánh, giờ chỉ còn hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau nữa. Tài sản nghìn tỷ đang lơ lửng trước tin Song Joong-ki và Song Hye-kyo ly hôn. Nếu đàn trai thật sự ngoại tình, ván bài lập tức lật ngửa. Đây có lẽ là năm hạn với showbiz Hàn khi liên tục đón nhận tin không vui. Song Joong-ki và Song Hye-kyo ly hôn khiến dư luận châu Á phát sốc. Một câu hỏi đặt ra rằng, với tài sản hơn nghìn tỷ đồng của cả hai sẽ được phân chia như thế nào khi ly hôn? Quý vị và các bạn thân mến, một sáng tỉnh dậy, cặp đôi thế kỷ của làng giải trí châu Á là Song Joong-ki và Song Hye-kyo đã chính thức ly hôn khiến ai ai cũng sốc. Tin đồn trục trặc đã có từ lâu, hàng loạt dấu hiệu bị nhận xét là soi quá mức để đồn đoán về chuyện cặp đôi ly hôn nhưng không ai dám tin. Thậm chí lời nói gần nhất của Song Joong-ki về cuộc sống hôn nhân vẫn rất tình cảm khiến ai cũng tin tưởng vào cặp đôi. Cuối cùng, họ ly hôn thật. Song Joong-ki đã đệ đơn ly hôn và đưa ra thông báo trước. Sau đó, Song Hye-kyo cũng đã lên tiếng xác nhận lý do chia tay là vì sự khác biệt trong tính cách. Với động thái đồng lòng như thế này, có khả năng phía hai bên công ty của Song Song đã tiến hành bàn bạc rất cụ thể phản ứng lời thông báo sẽ ra sao. Nhiều người tin rằng cặp đôi trước đó đã ký hợp đồng trước hôn nhân với những điều khoản về chuyện tài sản, phòng ngừa trường hợp xấu như ngày hôm nay xảy ra. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay, đại diện của hai diễn viên đã nảy sinh bất đồng trong quá trình đàm phán phân chia tài sản. Theo đánh giá của truyền thông Hàn, bộ đôi diễn viên khó phân chia tài sản một cách công bằng và nhanh chóng do tính tăng giảm giá trị đặc thù của bất động sản. Trả lời thắc mắc về vấn đề phân chia tài sản, luật sư của Song Joong-ki cho biết, hai nghệ sĩ đang cố gắng thỏa thuận để không xảy ra bất kỳ sự tranh chấp nào. Theo truyền thông Hàn Quốc, trước đó đưa tin, khi cặp Song Joong-ki và Song Hye-kyo kết hôn, tổng tài sản của cả hai lên đến 50 tỷ won, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng. Nhưng khi về chung một nhà, giá trị thương mại của cặp đôi tăng lên chóng mặt, giá trị thương hiệu càng khó mà xác định con số cụ thể. Bất động sản đứng tên chung của cả hai chính là căn biệt thự ở khu Itaewon của Seoul trị giá 10 tỷ won, tương đương 8,7 triệu đô la, xấp xỉ 200 tỷ đồng. Căn cứ theo pháp luật thì đây có lẽ là tài sản chung duy nhất của cả hai mà thôi,
vì những tài sản riêng của họ đều được bảo đảm bởi hợp đồng hôn nhân trước đó. Dù nhập ngũ cũng không hề làm giảm sức hút của Song Yong-ki, sau quãng thời gian 2 năm ở quân đội, nam diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Tham gia Hậu Duệ Mặt Trời đóng cặp cùng với Song Hye-kyo, nhân khí của cả hai tăng lên chóng mặt. Cuộc hôn nhân của họ cũng làm bàn đạp giúp sự nghiệp của cả hai phát triển. Chưa tới 10 năm sau khi debut, tài sản của Song Yong-ki lên đến 40 tỷ won, tương đương 800 tỷ đồng. Hai người ly hôn, nếu như nguyên nhân là do lỗi của Song Yong-ki, Song Hye-kyo có khả năng được quyền nhận một nửa thu nhập của Song Yong-ki sau kết hôn cùng với biệt thự 10 tỷ won kia. Vì vậy, Song Yong-ki phải trả ít nhất 20 tỷ won để ly hôn, tương đương hơn 400 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ là gì, trở thành chủ đề quan trọng được mọi người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cùng nhận những tin mới nhất, hấp dẫn nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.